tờ giấy trắng như nước em xuôi giữa dòng. Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé, chỉ xin giữ ân tình mình anh nhé. Sống cho kỷ niệm quá khứ tuy úa màu, tương lai mình cần nhau. Biên cương không mây, xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng. Ngày mai đến bâng khuâng, giờ vui nếp chinh nhân, đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quên. Em từ lúc chia ly bè bạn. Mời anh em đã quay lại với kênh âm thanh đồ đĩa Sài Gòn. Mình tiếp tục giới thiệu đến em một dàn đồ đĩa cao cấp, đứng top trong thương hiệu Onkyo nổi tiếng anh em ha. Model đó là FRN7AX. Thì nó có hai cái dòng N7AX và N7FX, nó khác nhau một tí thôi. Thì cái dòng này nó cao cấp hơn ha, màn hình nó màu trắng cho nên có hai đèn nước, như thế nhạc rất là đẹp ha. Còn cái dòng 7FX thì màn hình nó màu xanh anh em ha, khác tí thôi. Còn lại cấu hình là tương tự bên nhau, chức năng cũng tương tự luôn, có CD nè, có MD và đặc biệt nó cổng USB nè ha. USB này là nghe nhạc trực tiếp từ dữ liệu USB dữ liệu luôn nha. Anh em chép nhạc vào và nghe rất là tiện lợi ha, không cần phải tốn tiền mua cái CD luôn. Rồi ngoài ra có ngõ line nè, rồi ngõ tép, ngõ dock vân vân. Nghe nhạc từ điện thoại máy tính qua jack 3.5 ha. Và đặc biệt nó có dây mã quang luôn anh em, dock digital ha. Anh em kết nối vào và nghe nhạc trên Smart TV xuống ha. Đây nghe nhạc YouTube nha anh em. Có ngõ tép out để anh em kết nối xuống âm ly lớn ha, làm như một cái đầu dây mã đầu đát ha, rất là tiện lợi. Hỗ trợ cái định dạng là WMA và MP3 luôn anh em ha. Công nghệ dây thân rộng Wide Range Amply Technology vẫn áp dụng ha. Và DLA Link 2 vân vân, rất là nhiều chế độ cao cấp của Onkyo. Dòng này thì đứng top cho nên cấu hình loa cũng rất là gấu anh em ha. Loa này là bass màn sợi tổng hợp nha, viền này viền xếp nha anh em. Viền xếp mà có vẻ nó bằng vải sao rất là mềm mại nha. Và cái hậu màn lõm này rất là sâu nha, từ đây qua đây nó khoảng cách rất là sâu, không có mũi luôn ha. Củ từ cũng rất là bự và thiết kế loa rất là đẹp luôn, loa gỗ nhìn rất là sang. Trên đây là tép hoa tiễn nha, tép đom nhưng mà có mũi hoa tiễn nhìn rất là đẹp luôn. Dàn này thì đẹp gần như là xuất sắc anh em ha, hàng bãi về nguyên rin, đẹp xuất sắc luôn. Rất đáng để sưu tầm trưng bày ha, loa gỗ nhìn rất là sang. Mấy cái này keo mình thử chùi nha, ốc cạnh đẹp luôn, đúng combo ha. Công suất nó tới 70W anh em ha. Thùng 70W thì một cặp là 140W cho tốt cái thể loại nhạc luôn. Màu rất là đẹp ha. Những loa đầy đủ luôn nè, rất là sang trọng. Dàn này sưu tầm trưng bày rất phù hợp luôn. Chức năng nó hoàn hảo, anh em dùng rất là tiện lợi ha. Đời cao cấp này thì cái chất âm nó hay hơn cái dòng thấp như là X7 vân vân, 7GX. Loa này nhìn thì đẹp mắt, đem trưng bày rất là sang ha. Mình đem cái chức năng CD như này. Ngày mai chết thêm vần vào anh nhé. Input Cursor ha, anh em chuyển chế độ bằng nút Input Cursor này nha. Chúng ta trên đổi cái MD rồi CD vân vân, cái chế độ ha. Rồi mình tắt bài số 10 nha anh em. 12 nha.
giọng loa khá thật và giá mic rất là rõ, chắc cũng rất là sắc sảo luôn. Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn mà im nghe thời gian đi ngỡ chưa nào mở đây nha. CD vào trong cái USB này luôn, rất là tiện lợi ha. Rồi mình tới chức năng USB ha. Đèn này nó có đèn sáng đây nha các bạn. Thì USB nó quản lý theo folder nha nè. Đây là bài hát mình chép nè. Đây mình đó, mình có ghi một cái CD vào đây. Dâng tái tê anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Chiếc nào USB này rất là tiện lợi ha, anh em không tốn tiền mua đĩa qua chép bằng máy tính qua nghe là ok. Rồi mình đang có chức năng nghe nhạc bên ngoài nha, chế độ tép nha nè, mình kết nối cổng nào thì mình chuyển máy qua chế độ đó thôi, rất là dễ ha. Lòng sao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn. Thì dàn này nó đẹp xuất sắc thì giá nó tương ứng, mình cũng có một cái dàn tương tự như vậy mà ngoại hình nó không có đẹp bằng đâu, cái dụ như loa nó có cấn vân vân góc vân vân. Thì anh em cứ quan tâm với nhắn mình Zalo thì mình sẽ báo chi tiết giá những dàn tương với ngoại hình ha. Anh em mua về lòng liên hệ mình 0981 333 246, anh em ký kênh nhấn thông báo bên phải video hình nói chung nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.